Hello, chào mừng anh em quay trở lại với kênh hệ thống phân phối Hitachi. Trên tay tôi đây một cái dòng sản phẩm nội cưa gắn máy cầm tay, và đây là chiếc máy máy góc. Và hôm nay chúng ta cùng nhau trải nghiệm cái dòng sản phẩm này, xem với cái dòng sản phẩm như thế này sẽ mang lại cho chúng ta những tính năng như thế nào. Đầu tiên chúng ta sẽ mở hộp, bên trong sẽ có một sách hướng dẫn để chúng ta lắp ráp cái dòng cưa này và các cái phụ kiện như thế này, tay cầm để nắp vào bán máy này, đi đến một cái lá chắn, một cái nam xích này, một lưỡi cưa xích và một bộ ốc và các cái phụ kiện để lắp vào chiếc máy, một đệm cao su và một chiếc rũa để chúng ta làm lưỡi cưa. Và ngay sau đây chúng ta sẽ lắp cái lưỡi cưa này lại. Đầu tiên chúng ta sẽ sử dụng cái đệm này. Đấy, chúng ta có cái đệm cao su, chúng ta sẽ lắp vào cái cốt của cái máy trà này. Ok, anh em ta thấy đây ở trên này chúng ta sẽ có một cái chỗ để chúng ta đổ nhớt vào. Đấy. Đây chúng ta sẽ đổ nhớt vào đây, trước khi chúng ta sử dụng chúng ta phải đổ nhớt vào. Rồi, ok, chúng ta cùng nhau đi trải nghiệm thực tế sản phẩm thôi. Rồi, với cái sản phẩm như thế này thì chúng ta sẽ cắt được tất cả các dòng gỗ, chúng ta phù hợp nhất là cho anh em chúng ta cắt cành cây. Đấy. Rồi, và nếu như anh em nào yêu thích cái sản phẩm như này thì chúng ta có thể để lại bình luận bên dưới hoặc là truy cập vào website vhc.vn. Và các bạn đừng quên bấm like hoặc đăng ký kênh để nhận được những video mới nhất từ hệ thống phân phối Hitachi. Xin chào các bạn.